Hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay bên em về được một vài model Sennheiser. Đây là mic dây ha, mic dây Sennheiser. Đây là thương hiệu của Đức ha. Sennheiser thì nó là quá nổi tiếng rồi nha các bác. Thì ở đây em có một vài model giới thiệu được các bác. Thì tất cả những hàng này là hàng chính hãng, mới 100% ha. Đó. Thì đầu tiên đó là Sennheiser 835S ha. 835S, S là dòng có công tắc nha các bác. S ở phía sau là có công tắc ha. Đó. Thì tất cả đều là design and made in Germany hết nha các bác. Tất cả những hàng này là được sản xuất tại Đức luôn nha. Và 835S cây này giá là 2 triệu ha các bác. Một còn một cây thôi. Nên là 2 triệu cây này. Tiếp theo đó là 845S. Thì 845S thì tất nhiên tất cả đều là hàng đều là made in Germany nha. Đây. Design and Make in Germany. Đó. 845S, cây này là 3 triệu các bác ha. Hàng mới 100%. Các bác. Ha, rồi một tí nữa sẽ khui các bác xem thử. Rồi, tiếp theo đó là 945. 945 thì đây. Make in Germany nha. 945, cây này là 4 triệu 8 nha các bác. 4 triệu 8 ha. Đây là 3 triệu này, 4 triệu 8 này. Tiếp theo đó là ở đây sẽ có là cây 865. Cây 865 trơn ha. Trơn là không có công tắc nha các bác. 865 là giá là cũng là 4 triệu 8 nha. Đó, 865 là 4 triệu 8. Còn ở đây có thêm một cây là cây 865S. S là có công tắc ha. Thì cây này là 5 triệu rưỡi nha các bác. 5 triệu rưỡi nha. Đó, 865S là 5 triệu rưỡi. Tiếp theo nữa là một cây 965. 965 này thì đính chính lại là cây này không phải là hàng mới mà là cây này hàng lướt thôi ha. Hàng lướt. Đó. Hàng lướt nhưng mà còn full box còn như mới các bác ha. Đây mình tháo cho các bác xem này. Đó. Có túi nè, đầy đủ nè, có sổ sách đàng hoàng ha, kẹp mic này. Hộp của 965 thì tất nhiên là rất là đẹp. Cái này là top 10 của hãng rồi. Đây các bác. 965 ha. Và cái này hàng lướt nên là trên thân mic nó có một vài chỗ chạy chạy ha các bác. Nhưng mà còn nói chung là đẹp nha các bác. Cái này là cái quằn quện như cái tai em nha. Các bác. Nói chung là cái mic cũng rất là đẹp, khoảng 97% các bác. 965. Nhưng cái này là quá nổi tiếng rồi các bác ha. Thì cái này là giá là 7 triệu 8. 7 triệu 8 cái này ha, hàng hàng lướt 965 7 triệu 8 ha. Rồi tiếp tục 865S giờ khui cho các bác thêm ha. 865S này thì cây này là 5 triệu rưỡi nha. Đó. Đây các bác ha. 865. S là S có công tắc nha các bác. Em mở cái côn bên trong cho các bác xem. Côn bên trong đây ha. Đó. Rồi. Cái này 5 triệu rưỡi ha. Còn cây 865 trơn thì cũng tương tự như cây 865 thôi các bác. Chỉ cái là nó không có công tắc thôi ha. Nên lười tháo quá, biến tháo. Rồi. 945. À các bác lưu ý giùm em là 9865 và 965 đó là condenser ha. Nên là các bác nào mà xài van số hoặc âm ly thì các bác lưu ý là phải sử dụng qua nguồn Bantam 48V. Cục đó mình mua thêm là 500 ngàn nha. Còn đó mình xài mixer thì không cần. Mixer thì mình chỉ cần bật nguồn Bantam trên trên thân mic thôi. Còn đây là cây 965 945 nha các bác. Đây, 945 ha. Đến ngày hàng mới thì đương nhiên nó không gì để bàn. Rồi, đây là côn bên trong của 945 nha. Chữ E 945.
và chia sẻ một xem chút xíu về cái cách phân biệt mà hàng nhái hàng giả nha. Thì cái này các bác có thể nghiên cứu trên trên mạng thì cũng có rất là nhiều cách để mình nhận diện, nhưng mà cách mà dễ dàng nhất và nhanh nhất đó là cái logo Sennheiser dập nổi ở trên chỗ này này. Đó. Đây, cái logo dập nổi đây các bác. Hơi khó nhìn ha. Đó, đó, các bác phải tự nhìn thấy ha. Đó. Cái logo dập nổi ở chỗ này. Thì nếu mà có logo dập nổi thế này thì chắc chắn là hàng xịn. Đó. Nhưng lưu ý ha, nếu mà không có logo, trường hợp không có logo ha thì vẫn chưa chắc là hàng giả nha các bác. Vì là một số đời hàng một số đời hàng xịn ấy, thì cũng không có logo, nhưng mà mình có cách phân biệt khác ha. Nghĩa là không có logo thì các bác sẽ nghi ngờ thôi chứ chưa khẳng định đâu ha. Mình sẽ có nhiều cách phân biệt khác nha. Nhưng mà em sẽ không không bàn tới cái đó. Thì mình chỉ cần nhìn thấy logo này thì chắc chắn đây là hàng xịn nha các bác. Nha, đây là cách nhận diện hàng hàng xịn đơn giản nhất. Đó. Thì tất nhiên là hàng này Sennheiser trên thị trường này hàng nhái hàng giả tràn lan luôn, cực kỳ nhiều. Mình nếu mình mua trên eBay là đụng hàng nhái hàng giả là gần như 50% hàng trên eBay là hàng nhái rồi đó các bác. Nên là mua những hàng này là không thể nào mua bạ đâu mua đó được đâu. Vì nhìn bên ngoài thì không không thể phân biệt được, chỉ nhìn bên trong thôi ha. Mà trên eBay nó đâu bao giờ nó đăng bán mà nó để hình bên trong cho các bác xem đâu. Nên là mua những hàng này thì cơ bản là phải nhập từ một cái đơn vị quen, đã quen biết từ trước rồi nên mình mới nhập được thôi. Còn ngoài ra là không không thể nào mua. Đó. Một cái số chia sẻ cho các bác thôi ha. 945. Cái 945 thì là 4 triệu 8 nha. 865 thì là cũng 4 triệu 8 luôn, bằng 945 thì nó là dynamic nên là các bác xài văn số âm ly bình thường nha. Không phải qua nguồn 48V. 845S thì cũng tương tự ha. 845S thì cũng vậy thôi. 845S thì giá nó là 3 triệu ha. S là dòng có công tắc nha. Còn 835S là cũng có công tắc này 2 triệu. Rồi. Các bác lưu ý ha, tất cả giá là đã bao gồm phí ship nhưng chưa bao gồm dây. Dây thì em sẽ có là dây anh em sẽ có dây xịn này. Dây xịn là dây này đây các bác. Dây xịn sẽ là dây Mogami ha. Đây. Đâu rồi? Tên tên dây đâu rồi? Đây đây đây. Đây các bác. Dây Mogami ha và model của nó là 2552. À, dây Mogami model là 2552. Và dây này kèm với jack Newtick. Lưu ý là jack Newtick này, jack Newtick chân vàng luôn nha. Dây jack Newtick xịn đấy, chân vàng luôn. Thì sợi này 5 mét giá là 700 ngàn nha các bác. 700 ngàn ha. Nhưng mà nếu các bác nào mua kèm mic thì sẽ bớt 100 ngàn, nghĩa là dây sợi dây mic còn 600 ngàn thôi. Jack Newtick ha. Và dây là dây Mogami. Còn một loại dây thường nữa, dây này dây cũng dây tương đối thôi. Dây thường và đầu jack không dầu jack tốt nha. Nhưng mà không phải là thương hiệu nổi tiếng thôi. Đó. Đầu jack tốt nha các bác. Đây ha. Đầu jack tốt. Thì dây này là 300 ngàn nha. Cũng 5 mét. Còn Mogami là và jack Newtick là 700 ngàn nha. Các bác nào mua kèm dây thì là em mua kèm mic thì sẽ thẳng kệ thế sẽ bớt 100 ngàn đó. Rồi cảm ơn các bác. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.